cùng kỳ canh chủ lực cùng kỳ toàn đội như vậy nhá. Thế còn bản thân em thì như sao? Em cảm thấy sung sướng ạ. Thấy sung sướng khi em đội đã vô địch sau 8 năm. Em giới thiệu về phía đại biểu cấp tỉnh có ông Trần Quốc Khánh, ông Bùi Đình Long, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Ông Trần Quốc Khánh, phó ban tuyên giáo tỉnh ủy. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, phó giám đốc sở văn hóa và thể thao Nghệ An. Ông Lê Xuân Châu, phó bí thư đảng ủy khối doanh nghiệp Nghệ An. Đại diện của nhà tài trợ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á và công ty thực phẩm sữa TH, ông Nguyễn Trọng Trung, phó tổng giám đốc. Đại diện công ty cổ phần Sông Lam Nghệ An, câu lạc bộ bóng đá Sông Lam, ông Nguyễn Hồng Thanh, tổng giám đốc công ty kiêm chủ tịch câu lạc bộ bóng đá. Ông Hồ Văn Chiêm, bí thư chi bộ, giám đốc điều hành công ty. Và các đồng chí trong ban giám đốc cùng tập thể cán bộ huấn luyện viên và vận động viên. Đại diện cho đội tuyển 1 Sông Lam Nghệ An, ông Nguyễn Đức Thắng, giám đốc kỹ thuật. Và một cổ động viên và các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh. Để đồng viên và khen thưởng đội tuyển U17 Sông Lam đã vinh dự đoạt cúp vô địch giải bóng đá U17 toàn quốc năm 2020, thì ủy ban nhân tỉnh đã đồng viên và thưởng cho đội tuyển số tiền 50 triệu đồng.
nhà tài trợ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, công ty thực phẩm sữa TH thưởng cho đội bóng số tiền 100 triệu đồng. Chủ tịch hội cổ động viên Sông Lam ông tôi vinh về khen người kết quả đạt được của đội tuyển U7 Sông Lam Nghệ An. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Đình Long, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh, lên tặng hoa cho huấn luyện viên trưởng đội tuyển U7 Sông Lam Nghệ An, và xin trân trọng kính mời huấn luyện viên trưởng Lê Kỳ Phương lên nhận. Và ủy ban nhân tỉnh đã thưởng cho đội tuyển số tiền là 80 triệu đồng. Hay là rồi. Chúc mừng các ông chí. Dạ. Báo nó rõ chưa? Nhỏ nhỏ quá. Nhỏ này. Bác kêu nhỏ này. Đây. Dạ xin cảm ơn ông Trần Vũ Thành và ông Trần Vũ Thành. Tiếp tục chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thanh Hương, phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An, lên tặng hoa cho đội trưởng đội tuyển U7 Sông Lam. Xin kính mời cầu thủ Nguyễn Văn Bách lên nhận. Cảm ơn bà Nguyễn Thị Thanh Hương của đội sở. Tiếp tục chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trần Trung, phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á và công ty thực phẩm sữa TH lên tặng hoa và tặng phần thưởng cho đội tuyển U7 Sông Lam số tiền 100 triệu đồng. Xin kính mời và cầu thủ Nguyễn Văn Bách lên nhận. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Trung. Tiếp tục chương trình, tôi xin kính mời ông Lê Xuân Châu, phó bí thư đảng ủy khối doanh nghiệp, và ông Nguyễn Đức Thắng, giám đốc kỹ thuật, lễ tặng hoa cho thủ môn xuất sắc nhất giải, và xin kính mời cầu thủ Nguyễn Thành Diệp lên nhận. Và đảng ủy khối doanh nghiệp có số tiền 50 triệu đồng để tặng cho đội tuyển. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hồ Văn Chiêm, bí thư chi bộ, giám đốc điều hành công ty cổ phần Sông Lam Nghệ An, lên tặng hoa cho cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất của đội U7 Sông Lam. Xin kính mời cầu thủ vào giữa một ánh đơn anh trên đây rồi đấy đó đấy tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Hồng Thanh, tổng giám đốc công ty kiêm chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An lên tặng hoa cho cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đề nghị xin kính mời cầu thủ Nguyễn Văn Bách lên nhận. Đội trưởng vừa là đội trưởng vừa là xuất sắc nhất giải. Xin cảm ơn ủy ban nhân dân tỉnh, kính thưa các quý vị đại biểu cùng với như là các vị khách quý, thực hiện kế hoạch thi đấu của giải trẻ hàng năm đã được ủy ban nhân dân tỉnh giao thực hiện nhiệm vụ của công ty cổ phần Sông Lam Nghệ An, đội U7 Sông Lam Nghệ An tham gia vòng loại giải bóng đá U17 toàn quốc năm 2020 tại bảng B thi đấu tại thành phố Huế
thời gian từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 28 năm 2020. Bảng đấu gồm có 5 đội. 1 U17 Quảng Nam, 2 U17 Thanh Hóa, 3 U17 Đà Nẵng, 4 U17 Thừa Thiên Huế và cuối cùng là U17 Sông Lam Ngàn với thành tích 5 trận thắng và 1 trận hòa, được 16 điểm, đứng đầu bảng B khu vực miền Trung và đủ điều kiện tham dự vòng chung kết tại Trung tâm Đào tạo bóng đá PVF Hưng Yên. Vòng chung kết diễn ra tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9. Khu 17 Sông Lam Nghệ An nằm tại nhóm B gồm 4 đội: U17 Phú Yên, U17 Học viện Hoàng Anh Gia Lai, U17 Học viện Nutifood, U17 Sài Gòn với 2 trận thắng 3-1 trước U17 Sài Gòn và trận thắng 4-1 trước U17 Phú Yên, và trận thứ 3 thì để thua 2-4 trước Học viện Nutifood. U17 Sông Lam đạt được 6 điểm, đứng thứ 2 bảng B và gặp sút Lân Rưu Tân Nẵng. Chúng ta đã chiến thắng chủ nhà PVF với tỷ số là 4-1. Trận chung kết U17 Sông Lam Nghệ An gặp lại U17 Học viện Nutifood và đã xuất sắc chiến thắng với tỷ số 3-2 và đánh giành chức vô địch. Ngoài ra U17 Sông Lam Nghệ An còn giành luôn giải Phong Cách, giải cầu thủ xuất sắc nhất, giải thủ môn xuất sắc nhất. Thủ môn xuất sắc nhất thì thủ môn là Nguyễn Cảnh Tiệp, còn cầu thủ xuất sắc nhất giải là cầu thủ Nguyễn Văn Bách. Thực hiện tốt những chỉ đạo sát sao của lãnh đạo câu lạc bộ, bên cạnh đó là sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, sở văn hóa thể thao, ngân hàng cổ phần Bắc Á cùng các phụ huynh, cùng các ban ngành cấp tỉnh, nhà tài trợ, hội cổ động viên và gia đình các vận động viên. Kính chúc quý vị đại biểu, các vị quý vị khách quý dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thịnh hành đạo. Các nhà tài trợ, cả thưa lãnh đạo câu lạc bộ bóng đá Sông Lam, huấn luyện viên và trợ lý cùng toàn thể tất cả các đồng chí, hôm nay thì được thừa ủy quyền của đồng chí phó chủ tịch tỉnh thì tôi được vinh dự được phát biểu để chia sẻ cái cảm xúc vinh dự ngày hôm nay đến với cái buổi đón nhận đội tuyển U17 sau khi vô địch trở về đội bóng. Kính thưa toàn thể tất cả các đồng chí, thì kế tiếp những thành công trong những năm vừa rồi, trong 2 năm vừa rồi thì chúng ta là một trong những đội tuyển đã ghi nhận biểu dương cho một trang thủ tách để thay với toàn thể các đồng chí. Thực sự những ngày vừa qua tôi cùng vinh dự cùng với tất cả các em chứng kiến từ buổi khai mạc cho đến cái buổi cuối cùng chúng ta đi vào cái vòng chung kết thì rất là vinh dự và tự hào. Ngay từ cái buổi đầu chung kết thì tôi đã được các đồng chí lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tất cả các nhà tài trợ và lãnh đạo của PVF nhìn được vào buổi khai mạc, mọi người cũng đã đánh giá rất cao. Thưa ông Bùi Đình Long, tỉnh ủy viên, còn ủy ban nhân dân cùng các vị lãnh đạo ban ngành của tỉnh, thưa ông Trung, phó tổng đốc ngân hàng thương mại có cả công ty thực phẩm sữa, thưa tất cả quý vị đại biểu, chúc mọi kẻ được bóng vui vẻ lăng ngang. Đó là vì sự đầu tư hồi xưa là các địa phương. Đấy, bây giờ sau 5 năm thì bây giờ là các viên, các trung tâm bóng đá mà quốc tế, tiêu chuẩn quốc tế đã đầu tư vào. Người ta thấy nó khác biệt. Thế nên là Sông Lam lần này là 2008, tức là lập phạt đấy, những trung tâm đình 8 năm
là vì năm 28 ta chỉ vô địch nhưng mà cục thứ nhì thôi. Nhưng đến bây giờ thì chúng ta lại vô địch lần thứ 8. Đây là một đội bóng mà U7 trên toàn quốc không ai có. Thế đề nghị là nó không khó bây giờ. Thì bây giờ mình là ở địa phương, nhưng bây giờ là các học viện và các trung tâm đào tạo bóng đá là nó làm mang tầm ở quốc tế về mặt cơ sở vật chất, về chế độ dinh dưỡng, về phương pháp huấn luyện. Ví dụ như PFF là mời toàn bộ huấn luyện viên là của chuyên gia ngoài, 21 huấn luyện viên là của chuyên gia ngoài, mà cái kiến là nếu một huấn luyện viên nước ngoài được làm hơn một cầu thủ ngoài đấy, tức là mời những cái tổ không phải vườn cho làm cũng như thế. Thành ra ta thấy là thì thấy mình là cũng là cố gắng của tỉnh là cũng ghê lắm rồi, nhưng khi đi rồi thì mình thấy là nó khác hẳn, nó khác hẳn luôn. Đấy là thì tôi cũng đi rất nhiều nước, kể cả châu Á, kể cả châu Âu, nhưng mà cứ đi để tham quan cái giai đoạn của Liên Đoàn. Anh em đang nhớ làm được không? Nhớ một lúc. Rồi, chào anh. Giờ chưa? Chào. Và sáng nào? Được chưa? Bắt cầu đá.